Kỳ thi CELPIP là kỳ thi năng lực tiếng Anh. Cấu trúc của đề thi này khá giống với IELTS, tuy bao gồm là nghe, nói, đọc, viết. Thì nội dung chính của kỳ thi là về cuộc sống, công việc, xã hội và những cái chung nhất. Vậy quý anh chị đã biết gì về CELPIP chưa? Trong video ngày hôm nay, mình là Thanh Thảo sẽ chia sẻ đến quý anh chị về chủ đề này nhé. CELPIP là cụm từ viết tắt của Canadian English Language Proficiency Index Program, là bài thi kiểm tra trình độ tiếng Anh của Canada dành cho những các ứng viên đi du học hoặc nhập cư vào quốc gia này. Thì đối với bài thi IELTS có hai hình thức thi giấy và thi trên máy tính, thì CELPIP chỉ có một hình thức là thi online với hai dạng khác nhau là CELPIP General và CELPIP General Listening và Speaking. Về tổng thời gian thi, theo như trên trang CELPIP là 3 tiếng, còn IELTS thì là 2 tiếng 45 phút. Thì nhìn chung thời gian làm bài của CELPIP sẽ dài hơn so với IELTS, nhưng lại dễ hơn vì chủ đề xoay quanh đời sống Canada như giao tiếp hàng ngày, ở nơi làm việc hoặc là ở nhà. Để mọi người dễ hình dung thì ACLC sẽ nói rõ hơn về từng kỹ năng riêng lẻ khi thi CELPIP và IELTS nhé. Về phần thi nghe listening, thì phần thi nghe của CELPIP sẽ có 6 phần và 38 câu hỏi với những cái chủ đề như giao tiếp hàng ngày, giải quyết những cái vấn đề và các mẫu tin tức, và kéo dài khoảng từ 47 đến 55 phút. Phần thi nghe của IELTS sẽ thể diễn ra trong vòng 40 phút và cũng sẽ diễn ra với các chủ đề tương tự, nhưng riêng phần cuối sẽ là đoạn độc thoại về giáo dục và học tập. Tuy nhiên với IELTS thì bạn có 4 task và trả lời 40 câu hỏi. Phần thi đọc reading. Phần thi đọc của CELPIP sẽ kéo dài từ 55 đến 60 phút, được chia làm 4 phần với các dạng như correspondence, diagram, information và viewpoints. Còn IELTS thì sẽ kéo dài 60 phút với 40 câu hỏi về các chủ đề khác nhau, thường được lấy ra từ sách, báo hoặc là tạp chí. Phần thi viết writing. Thi viết ở CELPIP mất khoảng từ 53 đến 60 phút, và quý anh chị sẽ gặp hai dạng là viết email và dạng câu hỏi khảo sát. Thì phần 1 khá đơn giản vì nếu môi trường làm việc của quý anh chị là tiếng Anh và thường viết email thì kỹ năng này sẽ giúp được một phần nào. Còn phần 2 thì sẽ có hai option, mình chọn một option và sau đó sẽ triển khai ý cho option đó. Lưu ý là phần thi viết có giới hạn 150 đến 200 từ nên hãy cẩn thận kẻo bị trừ mất điểm nhé. Còn về IELTS thì sẽ có 60 phút cho hai task. Task 1 thường là phải miêu tả về biểu đồ và task 2 là nguyên nhân kết quả. Ở phần này bạn cũng hãy cẩn thận đừng viết lố nhé. Phần thi nói speaking. CELPIP quý anh chị sẽ phải hoàn tất hết bài thi nói trong khoảng thời gian từ 15 đến 20 phút với các chủ đề được đưa ra như là đưa ra lời khuyên, kể về một trải nghiệm của bản thân. Về IELTS thì khác một chút là quý anh chị sẽ được hỏi về các câu cơ bản như về gia đình, cuộc sống, sở thích, và đến cuối cùng sẽ cho quý anh chị một đề tài. Quý anh chị sẽ suy nghĩ và đưa ra những cái ý tưởng trước khi trình bày với giám khảo thi. Và tổng thời gian thi nói cho 3 phần sẽ là từ 11 đến 14 phút. Và một lưu ý quan trọng là cả CELPIP và IELTS đều có hạn 2 năm, nên quý anh chị có ý định nhập cư Canada thì hãy nhớ để ý hạn của cái chứng chỉ và chú ý các mốc thời gian quan trọng trong quá trình chuẩn bị hồ sơ. Rất tiếc là hiện nay Việt Nam vẫn
vẫn chưa có các cơ sở thi CELPIP. Tuy không thể thi ở Việt Nam, nhưng anh chị có thể đặt lịch thi online ở các quốc gia như là Singapore, Trung Quốc, Philippines, vân vân và đến các quốc gia đó để thi. Mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ. Quý anh chị chỉ cần ôn bài thật kỹ và chuẩn bị cho mình một tinh thần vững vàng nhé. Trên đây là một số thông tin về chứng chỉ CELPIP. Hy vọng những thông tin sẽ hữu ích với quý anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo.